tôi nói lời chào mừng người chương trình đã trở lại với chương trình. Tuần qua thì chúng ta được trải nghiệm nữa, đã được ngồi lên chiếc ghế. Bây giờ thì lần thứ hai này chắc nó thoải mái hơn lần đầu rất nhiều nữa. Dạ đúng. Bây giờ thì bạn cảm thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy là bình tĩnh hơn. Bình tĩnh hơn rất nhiều rồi đúng không? Dạ. Một tuần trôi qua và sau khi mà xem chương trình rồi là đúc rút những kinh nghiệm thì bạn nghĩ là làm cách nào mình có thể vượt qua được 100 người cùng chơi? Thế em nghĩ là mình bình tĩnh, tự tin thì sẽ vượt qua được cả. Bình tĩnh, tự tin, đó là điều mà chúng tôi cũng mong bạn có được trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn. Khán giả xem truyền hình như thường lệ thì chúng tôi luôn luôn dành cho quý vị và các bạn một câu hỏi trong mỗi một chương trình. Và câu hỏi trong chương trình tuần này sẽ là: những nguyên nhân nào có khả năng gây nên bệnh đau dạ dày, đau bao tử? A. Thừa axit. B. Thiếu axit. Và C. Cả thừa và thiếu axit. Chúng tôi xin được nhắc lại những phương án trả lời của chương trình: A. Thừa axit. B. Thiếu axit. Và C. Cả thừa và cả thiếu axit. Quý vị và các bạn có thể gọi điện đến số 1900 1789 hoặc nhắn tin theo mẫu và gửi tới số 8228 để trả lời câu hỏi, đồng thời đưa ra dự đoán về số người có cùng câu trả lời với quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể tham gia cho tới phút thứ 30 của chương trình và một phần thưởng trị giá 5 triệu đồng sẽ được dành cho ai may mắn. Ở phần cuối của chương trình, quý vị lưu ý là chúng tôi sẽ chạy chữ để thông báo số điện thoại của người trúng thưởng. Trở lại với người chơi chính của chúng ta, bạn Võ Đại Phong. Ở tuần trước thì chúng ta đã có dịp làm quen với nhau đúng không ạ? Nhưng chưa có cơ hội để có thể bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Bây giờ thì cơ hội đó đã đến với bạn. Và để nhắc lại luật chơi cho bạn an tâm, chúng tôi xin được nói là với người chơi chính thì bạn có quyền lựa chọn cấp độ câu hỏi khó hay dễ tùy thuộc vào những lĩnh vực nhất định. Sau khi bạn lựa chọn câu hỏi thì 100 người cùng chơi sẽ có 6 giây để trả lời câu hỏi. Và tiếp đó thì người chơi chính sẽ bắt đầu phần trả lời của mình. Ở câu đầu tiên thì bạn chưa có bất kỳ một quyền giải thoát hoặc quyền xin được nhân đôi số điểm nào. Hãy chú ý điều đó. Cố gắng ghi điểm số câu hỏi đầu tiên để có thể vượt qua được những khó khăn tiếp theo. Bây giờ thì bạn sẵn sàng? Dạ, em đã sẵn sàng. Câu hỏi số 1 bắt đầu. Số 1 có chủ đề về khoa học đời sống, bạn sẽ lựa chọn câu hỏi khó hay dễ? Em xin chọn câu hỏi dễ. Một câu hỏi dễ. Vâng. Dạ. Câu hỏi của chúng ta như sau: tim và các bộ phận nội tạng khác của loài tôm nằm ở đâu? A. Khoang bụng. B. Khoang lưng. Và C. Khoang đầu. Chúng tôi sẽ được nhắc lại những phương án trả lời của chương trình: A. Khoang bụng. B. Khoang lưng. Và C. Khoang đầu. 6 giây cho 100 người cùng chơi bắt đầu. Đã trôi qua và 100 người cùng chơi đã đưa ra phương án lựa chọn của mình. Còn bạn thì bạn sẽ nói với chúng tôi đó là: thôi em chọn đáp án A, khoang bụng. Là quên rồi. Như vậy lựa chọn của bạn sẽ là A. A. Câu trả lời của chúng tôi đó là C. Rất tiếc, bởi vì tim và các bộ phận nội tạng của loài tôm đều nằm ở khoang đầu. Đó chính là đặc điểm rất riêng của loài này. Thật tiếc cho bạn, có thể là bạn đã có một cái suy nghĩ gì đó chưa được chính xác lắm đúng không ạ? Và như vậy bạn đã bị loại ra ngay câu hỏi đầu tiên. Thật tiếc, và chúng ta cùng chờ xem trước khi nói lời chia tay bạn Võ Đại Phong thì có ai trong số 100 người cùng chơi cũng đã mắc phải sai lầm như người chơi chính của chúng ta. Và không thể trách bạn được, có 36 người cùng chơi trả lời sai ở câu hỏi số 1 này. Quá đúng không ạ? Dạ. Vâng, nếu mà chúng ta vượt qua được câu hỏi số 1 thì chắc chắn rồi, cơ hội sẽ mở ra trước mắt người chơi chính. Quả thực là không may khi ngay câu hỏi số 1 thì bạn đã trả lời sai. Dạ. Biết làm sao, đó là sự không may thôi, chúng tôi nghĩ như vậy. Còn bạn thì bạn nghĩ gì?
Em cũng nghĩ em là người không may. Nhưng thật may là bạn là người chơi chính trong cả chương trình tuần trước, và bây giờ thì bạn cũng đã ngồi lên chiếc ghế của người chơi chính. Đó là một trải nghiệm, tôi nghĩ là một kỷ niệm đẹp với bạn trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng rằng trong cuộc sống thì bạn sẽ gặp may mắn, và chúc bạn học tập thật tốt và có sức khỏe. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình.